mình với Leo đi đi coi nhà ha. Thì mình hổng gài là cũng coi nhiều rồi mà chưa thấy cái nào vừa ý hết, hôm nay đi coi nữa. Đó, nãy Leo đi về là 5 5 giờ ăn cơm nước xong, giờ có hẹn với bà agent này, có nghĩa là kêu là cò nhà ha. Cái bảng này á, ở Mỹ này á, ai mà muốn bán nhà thì người ta treo bảng trước nhà vậy nè, là có thể là liên hệ với cò nhà hay là công ty nào đó muốn bán. Đây là cái khu vực lân cận mà mình với Leo đi coi ha. Thì nhà này cũng dạng nhà nhỏ thôi, chứ không phải là nhà bự single house. Single house giống như là cái nhà mình đang ở bên với lại bà chủ ha. Thì mình nói với ông xã Leo mình rồi, nhìn bên ngoài nó cũng đẹp quá ha. Đây là nhà mình cảm thấy thích. Hổng gài đi coi mấy căn rồi mà mình thấy không có đẹp. Đây là khu vực lân cận ha. Đó. Thì mình đi vô trong coi sao đây. Số nhà này cũng đẹp quá. Thì hôm nay mình đi coi. Đó, cái này nó chưa có đồ gì hết đâu. Thì mình muốn có đồ thì mình phải mua vô. Mình chỉ là đi coi bên đây nó có cái gì thôi. Cái này nhìn nó đẹp quá. Đó. Này là nhìn qua phía nhà hàng xóm ha. Cái này mình không biết mấy lầu nữa. Đó. Mình đi lên lầu coi nó làm sao ha. Ở đó là cửa bước vô. Tủ quần áo. Cái nhà này nó cũng bữa hổm coi mấy cái nhà, căn nhà nó xây mấy chục năm về trước. Cái năm 85. Cái này dạng cũng một cái toilet nhỏ nè ha. Ô bên đây nó đẹp ta. Thì nhà ở đây thì phân nửa giá với cái nhà mà bà chủ mình mua ha, là gần khu vực nhà mình ở hiện tại là giờ nó là 500, 550, 550 ngàn nha. Còn này là cỡ 200 mấy đó. Cái này là những cái tủ rồi ha. Đó, cái này tủ đó. Đó ngoài. Cái này nè, để mình mở cửa mình đi ra ngoài thử coi. Đó, nhìn cái khung viên vòng vòng ở bên ngoài nè. Cái này nhìn nó đẹp quá. Nó cũng không đến nỗi nào mà tệ ha. Nó có được cái sân sau, ở sân trước. Nhìn nhà đồ nó cũng còn sạch sẽ, nó mới. Mấy cái căn nhà bữa hổm coi ha, nó rất là tệ. Xây 20 năm, 30 năm, nó không có đẹp. Mà cái này nhìn ok ghê á. Này là giá 248 ngàn ha. Nó tính ra nó cũng dạng là phân nửa nhà với lại nhà của bà chủ mình. Thì mình nói với Leo hoài, tại sao mà ở nhà thuê á thì mình cũng phải trả tiền một tháng đã ngàn mấy rồi. Ở đây cho dù á mình thì mua nhà thì cũng phải mượn tiền ngân hàng hết thôi. Không có ai mà có tiền mà mua lượt đâu. Mấy thằng nào mà nó giàu á thì khỏi nói. Còn đây là mình phải tự hết ha. Đó, mình đi tham quan một vòng nè. Đó, mình muốn mua nhà mình phải mượn tiền ngân hàng ha. Để mình đi coi. Ủa. Mình đi coi coi nó làm sao ha. Nó đây là lên lầu ha. Không, cái những cái tấm thảm này nó vẫn còn mới, nhà cửa nó vẫn còn mới. Mình nhìn thấy thích quá. Ha, nó cũng đẹp, không đến nỗi nào ha. Đó. Đây là căn nhà đầu tiên mình quay lại. Hôm nay là cái này là những cái tủ quần áo rồi ha. Hôm nay là đi coi rất là nhiều luôn rồi mà mình cảm thấy không có thích. Cái có những cái thích thì nó cũng nhiều khi nó mắc tiền quá, ông xã Leo mình mua không nổi ha. Ở này là người ta không có để đồ, khi nào mình có nhà về thì mình để đồ vô. Nhà này là coi như là coi đồ là đồ của người ta thôi, quan trọng là mình coi cái nhà nó như thế nào thôi ha. Đây là cái toilet. Đó. Ha. Nó sạch sẽ không? Mình thích quá à. Chắc mình chịu cái này quá à. Mấy cái kia là mình coi thôi, mình cảm không thấy, không hài lòng. Mà cái này mình thấy thích quá. Đó, những cái tủ nè ha. Đó. Đó là tủ. Đó, nhìn nó đẹp quá. Nhà này cũng dạng mới xây, mới build quá. Nhìn nó còn đẹp gì đâu luôn á. Đây là cánh cửa nhìn ra ngoài ha. Đó. Thì ông xã mình có thể là mượn được 200 mấy thôi, cái tiền lương của ông xã mình dạng cũng làm cũng không có nhiều tiền như nhiều người khác ha, nhưng mà cũng ok, đỡ hơn là không có. Thì mình nói mướn nhà thì cũng phải trả tiền, tại sao mình không có thể mượn tiền ngân hàng mình mua nhà,
lành hơn không? Đó, đúng chưa? Đó, trên là nhìn xuống ha. Đây là một lầu ha. Mình cũng chả biết mấy lầu nữa. Thì cái này của nó cũng có tủ đó. Tủ này dạng để đựng đồ thôi. Cái nào cũng tới nấy. Đó, phòng như đó thôi. Đó, cái nào không có tủ có phòng. Mình chỉ cần mua giường mình để vô, mình trang trí thôi. Mà khu vực này vẫn còn quá sạch sẽ luôn ha. Nhìn ok quá trời luôn. Cảm thấy thích quá trời luôn. Hôm nay là đi coi rất là nhiều căn mà mình không có quay lại căn nào hết trơn. Mình lại một căn này mình quay lại. Đó. 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 Căn này mình quay lại. Đẹp quá. Cho dù trong căn nhà nó không có gì hết. Notice low sink here. That for me hả? High sink in the other one. It's okay. Nó nhà gì nhiêu trời, vậy là ở hạnh phúc rồi, còn đồ gì nữa. Ở hạnh phúc cái bà này là bà cò nhà ha. Thì mình cảm thấy nhà này vẫn còn mới, có nhiều cái mới. Mấy cái nhà khi nhìn cũ quá, mình muốn trang trí nhà đẹp. Muốn nhà đẹp thì mình phải mua nhiều cái thứ mình bỏ vô thôi. Ở trên nhìn xuống ha. Đó. Mấy cái này nó vẫn còn đẹp quá. Đó. Nhà ăn, nhà tắm đồ này kia nọ. Muốn cái gì thì mua vô. Đến giờ mình ở cái căn phòng cũng vậy thôi. Nó mà nó đâu có phải là nhà mình, sao nhiều năm nhiều tháng ra cũng là nhà của người ta ha. Thì mình kêu leo á, tại sao phải đi mướn nhà mà trả tiền nhà, phải sao không mua nhà ha. Mình cũng gán nhịn ăn nhịn uống để mình có cái nhà mình ở, và cuối cùng nó là nhà của mình ha. Ủa cái này còn đi xuống nữa hả? Ủa nó có basement luôn nè ông nội ơi. Ủa cái này có basement luôn. Cái này mà mình, nếu mà mình có điều kiện mà cho người ta thuê lại cũng được nè. Nếu mà người ta ấy ha, thuê lại ở cũng được nè. Đó. Payment nè ha. Cái này là nhà máy giặt đồ hay ta? Đó, máy giặt, trời ơi, cái nhà này nó không phải nó xa cái chỗ hơn nhà mình chút xíu nên nó khác nè. Đó. Or a place to store. Cái nhà này thì mình coi hết rồi mình cảm thấy ok ha. Thì nó hơi xa chút cho cái nhà của cái chỗ mình ở hiện tại giờ thôi. Nhưng mà nhà rất là mới, vẫn còn ok và nhìn rất là sạch sẽ. Nó không có gì thì tự mình mua mình bỏ vô ha. Đó là bên phía ngoài ha. Giờ lát cái bà cò nhà này bà dẫn mình đi coi vòng vòng nữa ha. Đó. Ở nhà này dạng là kêu là townhouse hả sao? Yeah, townhouse. Còn nhà mà nó riêng lẻ hết gọi là single house ha. Rồi có, nó có dạng là mobile home nữa. Rồi nó dạng là townhouse ha. Condo house. Nhiều loại lắm. Mà này là leo chỉ có thể là mua khả năng nhà này thôi. Nhà single house thì không thể qualify, có nghĩa là cái khả năng mua nhà đó thì không được. Thì mua nhiều thì mình sẽ phải góp nhiều và trả tiền nhiều thôi. Và mình thiếu nợ ngân hàng lâu thôi. Cái chỗ ở thì cần cái gì đâu mà bự. Ăn nhiều thôi chứ ngủ bao nhiêu thôi. Có cái nhà này mình cảm thấy quá hạnh phúc. Rồi tính ra 248.000, tính như 250 đi. Mà 50.000 là 1 tỷ 2. 1 tỷ 2 lên cái đó 250. 5 nhân 1 tỷ 2 lên nhiêu? Cũng 6-7 tỷ. Ít gì đâu. Thấy không? Đó. Coi hết cái này nha. Mình cảm thấy thích gì đâu á. Mình chắc mình thích cái này quá. Thấy cái số này cũng là rất là may mắn nữa. Ok ha. Lát coi cái nào tiếp mình sẽ quay tiếp. Thì nhà nào cũng vậy á, trước khi bán thì cũng phải để tên đó, cái người này là người agent, có nghĩa là người cò đất đó, hay là một cái công ty gì đó. Đây, cái nhà này là townhouse, còn nhà mà vô cũng một cánh cửa, ở trong nó có hai bay, có nghĩa là condo house đó. Cái nhà này cái số là 26053, còn kia hồi nãy là 25719. Cái số đó mình rất là ấn tượng ha. Mình tâm linh nên cái số của mẹ mình cũng khoái. Hay là số 5219 rồi mình cũng khoái lắm.
Đây là cũng là cái khu vực lân cận luôn ha. Này là mình chỉ ông xã mình với mình là chỉ coi được cái town house thôi ha. Single house thì không đủ tiền, không đủ tiền qualify. Ngoài đi vô nè. Cái này là hình như là công ty nó sửa lại hết rồi nè. Công ty nó sửa lại hết. Cái này cái thứ hai nè. Ra ngoài nó có cái thang, cái thang. Cái sàn nó thì hơi móc rồi. Cái sàn nó hơi móc rồi nè, còn cũ nè. Nếu mà thường thường là mấy cái nhà mà nó đòi bán, nó mua lại thì nó phải sửa lại hay nó có giá. Còn mình mua cũ thì nó sẽ rẻ hơn. Cũng vậy thôi, tùy theo cái nào mình thích. Cũng tủ nè, cũng tủ lạnh rồi này kia nọ ha. Đó. Mình đi leo đi coi. Người ta có tiền mua nhà triệu đô, mình mua nhà vừa ở được rồi ha. Mua nhiều đang gánh cái món nợ bự chà bá lên người thôi chứ có gì đâu. Đó. Cũng lên lầu. Và mình cảm thấy là cái công ty này nó đang chỉnh sửa lại hết nè. Nó đang chỉnh sửa rồi mấy cái tấm lót chải ở dưới nè. Cái này được mấy phòng người ta? Cái nào cũng đẹp đẹp không à. Phòng thì đó, cái nào cũng như cái nấy. Mình muốn mua đồ mình để vô ha thì nó đẹp thôi. Đó, nhìn xuống dưới đó, cánh cửa đó, nhà khu vực lân cận rồi đó ha. Phòng nhỏ để đồ này kia nọ, tập thể dục. Mà mình cảm thấy cái này nó cũng đẹp, mà cái kia nhìn nó sáng sủa hơn nhiều. Toilet đèn đâu nè. Đó, mình không thích mấy cái chỗ mà kéo dải gì nha, mình chỉ thích là cánh cửa thôi. Cái này nó vẫn còn dơ rất là nhiều. Cái hồi nãy rất là sạch luôn, cái nhà hồi nãy trước sạch, cái nhà này nó không sạch lắm, nó cũng bình thường thôi. Nhà này cũ hơn. Nhà này cũ hơn. Này mở đèn. Đó. Đó, thường thường là mình thích những cái nhà tắm mà nó có cửa vậy nè, nước nó không có văng ra. Còn mà mình xài bằng cái tấm giấy rồi, cái này là walks. Đây là car closet hả? Này là để quần áo nè. Yeah. Nice closet too. Yeah. Tinh ớt rồi lại. Ok. Phòng. Ok, master bedroom. Ok. Cái này với cái kia nhìn cũng giống xem nhưng mà cái đây thì nhìn cũ hơn. Cũ hơn rất nhiều. Mình đi coi xong rồi mình đi xuống. Thật sự cái công ty nó này nó làm lại, nó mới sơn lại nè. Cho mình nhìn thấy là mình biết nè. Để nó có thể là nó bán dễ hơn. Chứ nếu không mà để cũ thì bán khó, không ai mua. Mua rồi người ta mua người ta ở chứ không ai rảnh mà mua mà để phải sửa lại, người ta biến lắm. Nên là đa phần là mua rồi sạch sẽ thì người ta sẽ tự làm hiểu không? Đó, cái này là xuống đây nữa nè. Đó, cái này là xuống tầng hầm ha. Nhà người Mỹ hay có những cái tầng hầm lắm. Đó. Cái tầng hầm thì này thấy nó làm cái trần nhà thì nó sạch sẽ hơn cái kia. Đó, nhìn nó đâu cũng có máy giặt hết trơn nè. Đó, máy giặt máy sấy ha. Cái này nó làm lại trần nhà hết. Cái này nếu mà mình có tiền á, mình muốn làm á, mình phải làm lại trần nhà hết cho người ta nè. Đó, mấy cái này. Giờ mình đi lên. Okay.
cái này mình nghĩ công ty nó làm lại hết nè. Cái này nó cũng mới còn cũ, ngày kia nó mới hơn nhiều. I did. Oh, okay. Đó, nhìn ngoài cảnh nó đẹp không? Ở Mỹ ở đâu người ta cũng làm cho khuôn viên ở xung quanh nó rất là sạch sẽ và nó đẹp ha. Thì cái này thì cũng ok hơn là không có. Nếu mà mình thích thì mình thích cái đầu tiên hơn. Và nhìn là mình đã thích rồi ha. Thích rồi có đi coi cái nào thì nó cũng không bằng cái đầu tiên của mình hết á. Cái này là 26053 ha. Đó. À, cái này là bên cạnh ha, nhà nó liền liền nhau vậy đó. Còn single house thì nhà riêng rồi nó cách nhau riêng hơn lại chỗ mình đang ở. Còn này là townhouse. Còn khi mà cái nhà condo house nữa là bước vô cánh cửa gì đó, ở phía trong nó rộng thênh thang ha. Mà nó có phải 5-6 người chủ ở đó luôn. Còn model home nữa là nhà nó cũng riêng lẻ giống như single house vậy, nhưng mà nó tạm bợ lắm, nó giống như là trả tiền đất ở đó, nhìn không thấy đẹp ha. Thì mình thấy mấy cái này nhìn cũng ok, cảm thấy cũng thích, mà mình thích cái kia hơn. Thì thôi hết cái này ha, để mình coi cái thứ ba nữa, cái thứ tư như thế nào, cái thứ ba nữa. Hôm nay là cũng đi coi có nhiều rồi mà cảm thấy không có thích, cảm thấy không thích. Ở đây nó bỏ hòm thư nó đi ra ngoài tự lấy hết. Ôi giờ trời nó se lạnh quá. Se lạnh là mùa thu, chuẩn bị qua tới mùa đông mà chắc chết. Còn để lần lát cái kia nữa nói tiếp ha. Cái này là cái thứ ba ha. Cũng cái dạng giống y như vậy thôi. Townhouse. Và cái bảng của công ty nè. Đó, cái bảng này là để bán nhà nè, để ý ha. Investment group. Là ai mà bán nhà thường thường phải có cái bảng gì nè. Đó, cái này cửa vô ha. 9955. Thank you. Thank you. Cái này thì nó không có lót thảm. Cái này nó không lót thảm. Bên phía ngoài nhìn ra nè. To follow your dream, chase them. Yep. But these I think are Brazilian cherry. Yeah. That's a flame good. Yeah, babe. Yes. Made for midgets. Yeah. What? No offense. Electric. Oh, why? Xung quanh ông ngoài. Cái nhà thứ ba. Okay. Yeah. Nhà nào nó cũng. Nhà này nó không lót thảm hết. Yeah. Looks like you have a nice little cleaning, but. Thì mình thấy cái nào vòng vòng nó cũng giống như vậy thôi. Mà cái đầu tiên hồi nãy mình thích, cái này là cái thứ ba ha. Thì công ty này nó cũng lót thảm. Và cái thảm này nè, mấy công ty này làm ăn với nhau, nó lót thảm nè. Đó. Cái thảm nó nhìn lên nó sạch sẽ ha. Đó. Cái này là bồn rửa mặt rồi này kia nọ nè. Đó. Tủ. Thì nếu mình ở rồi mình thích trang trí thì mình trang trí. Ừ, mình thích những cái nhà tắm mà nó có cái này thôi ha. Mình chẳng thích mấy cái dải mà kéo qua kéo lại nha. Mấy cái dải kéo qua kéo lại không thấy nó đẹp. Tắt. Tắt đèn đâu. Đây. Ủa. Ủa mình mở cái nó mở lên hết luôn hả ta. Cái này là mấy cái tủ đó. Quần áo nè. Lo shit work gì đó không biết. Này thường thường thì người ta lấy đồ nó hết. Khi nào cái phòng tắm lớn. Thường thường nó hai cái phòng tắm lớn nó. Mấy người này người ta cũng build lại nó cũng sạch sẽ chút mà. Cũng được ha. Đó. Nhà bên Mỹ này nhà nào nó cũng sạch sẽ vậy thôi. Như như Việt Nam mình vô cái nhà trọ hay nhà này nhà kia. Ừ.
trên là nhìn xuống luôn đó. Muốn thì mình phải để đồ. Kiến. Thấy kiến không? Đấy, vậy nhà vậy là nhỏ. Nhà bự làm chi, ở có hết đâu. Dọn dẹp mệt chết bà. Thứ nhất không có tiền mua nhà bự. Vậy đi. Nó là bô dọn dẹp cực khổ chứ không có tiền mua nhà. Không có tiền mua nhà bự. Không có tiền mua. Quên, tắt ở đâu vậy? Cái nào thì cũng như cái đó thôi. Và cái đầu tiên là ấn tượng, cái này tay cầm nó cũng bị muốn xúc ra luôn ha. Mấy người này người ta mới sơn lại rồi thôi. Cái thật sự nhà này cũng đã cũ lắm rồi. Đó, nhà gì ở đây 6-7 tỷ á, 6-7 tỷ ở Việt Nam mua được cái vali luôn. Biệt thự luôn. Sao? Này là tôi lét nữa, chỉ tiểu thôi, không có tắm. Hầu như là nhà ở Mỹ này ha, nó cắt bằng gỗ không à. Cái nền gỗ này kia nọ, đồ gỗ không á. Mà nó có cái miếng giống như vậy. Ép lại rồi sơn rồi chống nhiệt đồ này kia nọ. Please remove your shoe. Turn up the light, click on the door. Leave your car, thank you. Cái này hồi xưa nhà này chắc ta làm du lịch thì sao á. Xuống basement, xuống tầng hầm á. It smells very moist. I think they do business here before. Oh no, it's 209 days, a long time. Yeah. But I would say for safety, like this basement needs to be almost gutted to figure out where the moisture smell. Mm-hmm. You wouldn't want anybody coming be getting sick. Này sao tối hồi không biết. Washer and dryer have been there. It's unfinished. Yeah, okay. You can go in there and look. Không thấy đường con mẹ hết trơn kêu lúc lúc. It's full screen. Where? À. Không phải nhà tôi đâu tôi biết. Cái này còn cũ hơn. Mình đi mướn nhà chỉ mướn được cái tầng hầm thôi chứ có được mướn cái gì cao sang đâu. Nhà người ta ở người ta chỉ cho mướn tầng hầm thôi. Ok, đây là cái thứ ba và cái đầu tiên là cái mình hài lòng nhất. Trong có cái thu vực lân cận. Ôi trời, nó xe lạnh quá. Đó, phía ngoài đó nãy đổ xe đi vô. Vòng vòng. Nhà này mình cảm thấy cũ, mình không thích. Mình thích cái đầu tiên. Ok, bye cả nhà ha. Thì đây là ba cái nhà đầu tiên mà mình với Leo đi vô tham quan coi như thế nào ha. Nếu mà có khả năng thì mua ha. Một trong ba sẽ là nhà của hai đứa ha. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại ở clip sau ha. Bye bye.